Ngày 17 tháng 5, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận một cá thể cu ly do người dân trên địa bàn thành phố Thủ Đức tự nguyện giao. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Trang, 63 tuổi, ngụ phường Long Bình, thành phố Thủ Đức cho biết, ba hôm trước, trong lúc quét sân lúc khoảng 6 giờ sáng, thì thấy một con gì rất lạ trông như con sóc màu vàng vàng mà chậm chạp, neo mình trên cây khế. Bà Trang cùng con trai đã dùng que củi khều con vật vào lồng sắt rồi mang vào nhà. Qua tìm hiểu trên mạng, con trai bà Trang phát hiện đây là con cu ly hay còn gọi là con cù lần, một động vật quý hiếm. Gia đình sau đó chăm sóc cho con cu ly uống nước, ăn trái cây như táo rồi liên hệ cho kiểm lâm để bàn giao. Tiếp nhận, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận đây là con cu ly nhỏ, giới tính đực, nặng 0,3 kg. Tên khoa học là Nitisibus bimaeus, thuộc nhóm 1B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.